Hello, xin chào các cục cưng của Hà Lùng TV. Hà Lùng đang ở trên công ty đó mọi người. Mọi người có thấy phía sau Hà Lùng là những cái gói cà phê của ông chú Colorman không? Đó, và bình giữ nhiệt nữa nè, bên trên nè, và các cái gói cà phê hòa tan rồi đó. Thì biết là mình đang ở trên công ty rồi đúng không nè? Hôm nay mình làm một cái clip này để mình chia sẻ với mọi người là Hà Lùng đang bắt đầu nghiêm túc, thật sự rất rất là nghiêm túc để mà giảm cân, tại vì mập quá rồi đúng không? Mọi người coi clip là thấy cái mặt tôi như cái mâm đúng không, như cái thau đúng không? Để 23 chén chè vẫn còn chỗ để thêm con gà luộc nữa đó, bởi vì cho nên là phải giảm cân thôi. Mình mập quá đó mọi người, thì cơ thể của mình cảm thấy nó mệt mỏi, nó nặng nề, thì công việc đòi hỏi là mình phải phải di chuyển, phải nhanh nhẹn năng động. Chứ bây giờ mấy bạn trẻ nhiều giỏi không à, bây giờ mình càng ngày càng mập chạy lại mấy đứa sao. Nên là tôi đang rất nghiêm túc giảm cân, thì thật ra tôi đã bắt đầu tập thể dục và tập thật là nghiêm túc nha, tập một một buổi tập là 1 tiếng rưỡi 2 tiếng không á, và ăn một cái chế độ ăn theo một người bạn chia sẻ. Con bé này nó đã từng mập rồi và nó đã giảm cân thành công, cho nên là mình theo. Thì cái chế độ ăn cũng hơi khắc nghiệt một tí xíu, tức là không phải tự mình bày ra mình ăn đâu, mình phải đến cái chỗ trung tâm đó, họ cân đo cho mình, xong rồi họ tính ra các cái chỉ số này kia, tính ra cái lượng mỡ thừa trong cơ thể của mình, lượng cơ mình đang có là như thế nào, rồi họ sẽ lên cho mình một cái thực đơn. Thì trong vòng 10 ngày bây giờ Hà chỉ được ăn là ức gà luộc hoặc là cá hấp hoặc là cơm trắng thôi. Nói chung là mình chưa có hoàn toàn làm tuân thủ một cách nghiêm ngặt cái chế độ này, bởi vì là các cái mối quan hệ bạn bè hoặc là những cái dịp đi ăn, ví dụ như tối hôm qua mới lên một cái clip là mời Thanh Thánh Thiện ăn sinh nhật Thanh Thánh Thiện đó, thì cũng quất hết một mớ dịch rồi heo rồi này nọ đó. Thì nhưng mà sẽ báo cáo cho cái cô bạn đó biết, để cô bạn nó biết là mình đang ăn dư hay là thiếu năng lượng, mình cần bổ sung cái gì, hoặc là để đơn giản chỉ để nghe nó chửi mình thôi đó. Nhưng mà nó chửi để cho mình nó chửi để cho mình rút kinh nghiệm đó, nó chửi mà để cho mình biết rằng là mình phải kiên trì cố gắng hơn. Thì tôi cũng nghe nó chửi tôi cũng quê độ chứ đó, cho nên là sáng nay là rất là nghiêm túc là mua gà về luộc, nấu cơm trắng đem theo. Ngộ lắm cái phương pháp này, là mình phải ăn cơm trắng nha mọi người. Và có nhiều phương pháp là nói là ăn cơm trắng tinh bột nhiều quá mập, nhưng mà cái này thì nó lại bắt mình phải ăn cơm, ăn tinh bột đủ cái lượng mà người ta yêu cầu theo định ăn dư đó. Còn bữa nào mà ăn khoai lang thiếu thiếu thì nó vẫn cứ ê mày ăn nửa chén cơm vô vậy đó. Thì để xem thử coi là trong vòng 10 ngày thì mình có giảm được tí nào không. Hà nghĩ là có giảm đó, bởi vì thấy cũng có nhẹ nhàng, cái cơ thể nhẹ nhàng tí, với lại là mình cũng có đang tập thể dục, tập cũng cường độ cao lắm á, cardio rồi yoga rồi các kiểu đó, lăn lóc như một con heo chạy muốn sập cái máy của người ta. Hy vọng là mình sẽ có thể thôi, trước tiên là lấy lại sức khỏe, gọn gàng cái cơ thể một tí xíu, mặc đồ cho nó tự tin hơn, quay clip cái mặt nó nhỏ một tí, vậy đây cái mặt nó bự quá, nó bít cái màn hình. Bữa nay tôi nói lớn cho nè rất nhiều người đang đi qua đi lại nhìn nhìn tôi và cười. Bây giờ mình chia sẻ cái thực đơn cho mọi người thấy nha. Thèm muốn riêu
giảm không, cơ nó có tăng không hay như thế nào đó, thì mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ với mọi người, để mọi người có thể là áp dụng thử nha. Nhưng mà nó cũng khó lắm, bởi vì mỗi người nó sẽ có một cái thể trọng khác nhau, cái số cân nặng và chiều cao khác nhau, thì thường là phải đến đó để họ cân đo đong đếm, để họ tính cho mình gọi là cần phải nạp bao nhiêu kilocalo trong một ngày. Thì khi mà mình nạp đủ cái số lượng kilocalo yêu cầu đó thì cơ thể của mình nó mới đốt mỡ nha mọi người. Còn nếu như mà mình ăn ít hơn cái đó hoặc là ăn nhiều hơn cái đó nó cũng không được đó, thì tôi biết vậy đó. Rồi bye bye, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hà Lùng TV nhớ subscribe nha, subscribe cho tôi nha, và cứ comment góp ý, tại vì Hà cũng rất cảm ơn là thời gian qua rất là nhiều các anh chị các bạn góp ý, góp ý dễ thương cũng có, góp ý chửi tôi cũng có, nên là tôi không có giận đâu. Nói chung là cứ có góp ý, chửi hay không chửi thì cũng là thể hiện khán giả có theo dõi mình và có quan tâm mình, có quan tâm mới chửi đúng không? Tới một cảnh giới tối cao là người ta không thèm nói năng gì tới mình nữa, là buồn lắm luôn. Rồi một phút quảng cáo giới thiệu các cái sản phẩm của chú Colomin, cà phê rất là ngon mọi người, cà phê nguyên chất không á. À mà đôi yếu uống một ly là thức tới sáng.